Vâng, xin chào các bạn, tôi là Tuấn Anh đến từ phòng truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp được công ty chúng tôi tiến hành thiết kế trên 63 tỉnh thành. Và hôm nay tôi đang có một chuyến đi về tại xã Thuận Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa để tiến hành thăm lại một công trình nhà vườn mái Thái được chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Minh. Và nếu các bạn đang tò mò về căn nhà này có những cái gì đặc biệt nữa, tôi sẽ đưa các bạn đi sâu vào bên trong để thăm lại toàn bộ công năng mà chúng tôi đã tiến hành thiết kế cho gia đình anh Minh các bạn nhé. Và dựa trên cái tính chất hình học của đất và toàn bộ cái kích thước của khuôn đất thì chúng tôi đã lên cái phương án thiết kế cho gia đình anh một mẫu nhà vườn mái Thái được phát triển về bề ngang là chính các bạn nhé. Và chiều rộng của công trình này là 12m4 và chiều sâu tổng thể của công trình này là 13m78. Thì trong công trình này chúng tôi sẽ bố trí thiết kế cho gia đình anh theo phong cách là mái Thái tân cổ điển các bạn ạ. Và các bạn có thể nhìn vào tổng thể công trình của gia đình anh Minh thì các bạn có thể nhìn thấy chúng tôi bố trí cho gia đình anh là hai khu vực sảnh các bạn nhé, để làm sao nó phù hợp với toàn bộ cái kích thước hình học của ngôi nhà. Và ở đây là khu vực sảnh phụ của công trình. Thì khu vực sảnh phụ của công trình này thì là nó nằm ở cái phía là hướng bắc các bạn nhé, cho nên là nó sẽ có cái ánh nắng nó dịu hơn rất là nhiều. Và toàn bộ là chúng tôi sẽ thiết kế cho gia đình anh là hai cái khu vực sảnh này đều được trang trí những cái chi tiết hoa văn là nó phải cầu kỳ, nó phải chi tiết để làm nổi bật lên cái công trình của gia đình anh. Và cái cột này thì được gia đình anh sử dụng là bằng chất liệu là sơn giả đá kết hợp với những cái vậy kim tuyến để làm sao nổi bật lên được toàn bộ cái phần mặt sảnh của gia đình. Và ở đây chúng tôi sẽ sử dụng cho gia đình anh những cái hệ phào chỉ nó khá là chi tiết cầu kỳ ở các cái phần đấu cột này, các cái hệ gờ phân tầng để làm sao nó phải có một cái điểm nhấn nhất định. Và ở giữa cái phần sân bước lên cái phần nền nhà thì chúng tôi sẽ bố trí thiết kế cho gia đình anh là 5 bậc các bạn nhé. Và bên này là chúng tôi sẽ trang trí thêm cho gia đình anh những cái hệ là đèn ốp tường để làm sao nó phải tăng thêm cái tính thẩm mỹ. Và ở đây chúng tôi sẽ bố trí các cái bồn hoa cây cảnh ở phía trước các cái phần cửa sổ để làm sao nó có một cái tính thiên nhiên vào trong công trình của gia đình anh. Và ở đây là khu vực sảnh chính. Thì ở khu vực sảnh chính này thì do nó hạn chế về chiều sâu của đất các bạn nhé, cho nên chúng tôi sẽ mở ra là cái hệ sảnh là tràn ra hai bên để là tận dụng được cái khoảng không gian ở phía trước và không bị ảnh hưởng ở khoảng không đi lại. Và các cái hệ cột này được chúng tôi là trang trí một cách rất là cầu kỳ. Và ở trên cái phần mái thì chúng tôi sẽ kết hợp thêm những cái hệ con sơn giả gỗ để làm sao nó tăng thêm cái điểm nhấn ở cái phần hệ mái chữ A. Kết hợp ở trên đấy thì chúng tôi sẽ bố trí thêm những cái hệ phù điêu đấy, nó sẽ phù hợp với toàn bộ không gian, phù hợp với công trình của gia đình anh. Và bây giờ tôi sẽ đưa các bạn đi vào thăm lại toàn bộ công năng thực tế mà chúng tôi đã bố trí thiết kế cho gia đình anh Minh ở Thuận Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Ở trên khu vực phòng khách đây thì chúng tôi sẽ bố trí thiết kế cho gia đình anh với cái diện tích là 34,91m2 các bạn nhé. Và khu vực phòng khách này sẽ kết hợp với một khu vực phòng thờ ở phía bên trong để tạo ra một cái không gian nó phải có sự ấm, và hai nữa là nó phải lấy được ánh sáng tự nhiên rất là nhiều. Và ở trong khu vực phòng khách và phòng thờ thì gia đình anh sẽ sử dụng là ốp trần bằng gỗ hương các bạn nhé, kết hợp với các chi tiết đèn led để làm sao nổi bật lên được cái hệ trần của gia đình anh, nó nổi bật lên được cái sự sang trọng. Và toàn bộ cái phần là ốp tường thì gia đình anh cũng sử dụng là gỗ hương luôn để ốp toàn bộ cái phần chân tường đây, thì nó sẽ tăng lên cái sự sang trọng rất là nhiều cho công trình. Và trong không gian này thì anh sẽ bố trí một cái bộ là kệ tivi ở đây cũng bằng chất liệu là gỗ hương đấy. Cái hệ kệ này thì sẽ trơn các bạn nhé, và nó rất phù hợp với không gian của anh. Anh cân đối đến từng bức vách tường này để làm sao không có một cái khoảng không thừa, để làm sao có cái kệ tivi nó phải hợp lý và đẹp nhất. Thì ở đây anh có bố trí thêm một cái tivi màn hình lớn để là phục vụ cho nhu cầu truyền hình của gia đình. Và ở đây anh không bố trí là bàn ghế các bạn nhé, và thay vào đấy thì anh sẽ bố trí một cái chiếu ngựa ở đây để là thay cho cái bộ bàn ghế ở khu phòng khách. Và cái chiếu ngựa này thì anh sử dụng là bằng gỗ đặc ấy các bạn nhé. Đấy, kết hợp của gỗ đặc này rồi kết hợp của chiếu ngựa này, bàn trà luôn, thì trên này sẽ tạo ra một cái phong cách rất là mới, rất là lạ cho toàn bộ cái không gian phòng khách của gia đình nhà anh Minh. Và ở đây là khu vực sảnh phụ luôn các bạn nhé. Và khu vực sảnh phụ này thì sẽ kết nối ra cái phần sân ở phía bên hông của công trình của gia đình nhà anh Minh. Và ở đây thì anh sẽ bố trí luôn cả cái hệ thống tủ giày này, bố trí thêm cả cái hệ thống tranh ảnh để tăng thêm điểm nhấn cho không gian phòng khách của gia đình anh. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn là khu vực phòng thờ. Thì khu vực phòng thờ này được chúng tôi bố trí thiết kế cho gia đình anh với diện tích 10,16m2. Và ở khu vực phòng thờ này thì chúng tôi cũng thiết kế cho anh một cái bức bình phong ở đây, và anh sẽ thay cái bức bình phong này bởi bằng một cái hệ rèm để là che cái phần phòng thờ này đi. Tiếp theo thì ở khu vực phòng thờ này anh cũng sử dụng là bằng chất liệu là trần, là bằng trần gỗ các bạn nhé, kết hợp với những cái đèn led downlight để ánh sáng dịu để là làm cho không gian phòng thờ phải là
nó âm cúng hơn. Ở trong không gian phòng thờ này thì anh cũng sử dụng là cái gạch lát 80-80 và bố trí đầy đủ các cái vật dụng, đồ thờ, sập thờ để là phục vụ trong một không gian tâm linh của gia đình. Và ở đây thì anh sẽ bố trí thêm một cái hệ cửa này. Đấy, một cái hệ vòm ở đây thì anh sử dụng bằng chất liệu là bê tông giả gỗ. Và trong không gian của toàn bộ công trình của gia đình anh thì chúng tôi sẽ bố trí thiết kế cho gia đình với 3 phòng ngủ các bạn nhé. Đây là phòng ngủ thứ nhất. Phòng ngủ thứ nhất này sẽ có diện tích là 13,45 m², và trong này thì anh cũng sử dụng là trần gỗ hết các bạn nhé. Và cái cánh cửa này để kết nối vào khu vực phòng ngủ này anh cũng sử dụng là bằng chất liệu là gỗ lim Nam Phi có khuôn bao. Và trong đây chúng tôi cũng sẽ bố trí đầy đủ các cái đồ đạc như giường này, tủ này, rồi các cái hệ cửa để lấy ánh sáng tự nhiên. Và các cái hệ giường tủ này được chúng tôi bố trí vào đây để có một cái sự tương quan không gian nhất định để gia chủ có thể là sử dụng một cách là dễ dàng nhất trong cái quá trình sinh hoạt. Và bên này là khu vực phòng ngủ số 2. Thì khu vực phòng ngủ số 2 này được chúng tôi bố trí thiết kế cho gia đình anh với diện tích 13,45 m², cũng sử dụng là cửa gỗ lim có Nam Phi có khuôn bao để kết nối vào khu vực này. Và trong đây thì chúng tôi cũng bố trí đầy đủ cái hệ giường tủ để làm sao có một cái sự tương quan không gian là nhìn rõ ràng nhất để gia chủ có thể sử dụng một cách thoải mái nhất. Và ở đây là một cái hệ cửa sổ được chúng tôi mở ra ở bên phía hông của công trình. Và tiếp theo là không gian phòng ngủ số 3. Thì không gian phòng ngủ số 3 là một không gian phòng ngủ có diện tích 17,43 m² và cũng được chúng tôi bố trí đầy đủ đồ đạc và cũng mở ra các cái hệ cửa để lấy ánh sáng và không khí tự nhiên. Và không gian phòng ngủ này thì hiện tại đang có người sử dụng cho nên là tôi không tiện để giới thiệu với tất cả các bạn. Và ở đây có một cái phần là kết nối ra cái không gian phần bếp được tách riêng ra ở ngoài các bạn nhé. Thì không gian phòng bếp và phòng ăn của gia đình anh thì anh sẽ tách riêng ra ngoài với diện tích 14,85 m² kết hợp với một khu vực nhà vệ sinh chung có diện tích là 6,17 m², đều được bố trí đầy đủ các cái công năng chi tiết để phục vụ cho sử dụng nhu cầu sử dụng của gia đình một cách là thoải mái nhất. Vâng, và vừa rồi tôi vừa chia sẻ với các bạn một mẫu nhà vườn mái thái theo phong cách tân cổ điển được chúng tôi tiến hành thiết kế cho gia đình anh Nguyễn Văn Minh tại xã Thuận Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Thì nếu các bạn đang quan tâm đến mẫu nhà này thì hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể là giải đáp những cái thắc mắc cho các bạn. Hoặc nếu các bạn đang muốn thiết kế cho gia đình mình một mẫu nhà vườn, một mẫu nhà 2 tầng hay bất kỳ một mẫu nhà khác nào khác đáp ứng được cái yêu cầu nguyện vọng của gia đình thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại phía bên dưới để chúng tôi có thể về tận nơi trực tiếp tư vấn khảo sát thiết kế cho gia đình mình một mẫu nhà mơ ước. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ về mẫu nhà đẹp trong chương trình lần sau.